danh ca Thanh Tuyền nhập viện khẩn cấp tại Mỹ. Tối ngày 31 tháng 12 năm 2017, danh ca Thanh Tuyền gặp một tai nạn nghiêm trọng khi đang lưu diễn tại Seattle, Mỹ. Tại show diễn, cô đã vấp ngã sau hậu trường, khiến mọi người xung quanh hốt hoảng. Thanh Tuyền phải nhờ đến ca sĩ Cao Thái Sơn và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đỡ đứng dậy. Ngay sau đó, nữ danh ca đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Tuy sức khỏe chưa bình phục, giọng nói còn khá thều thào, danh ca Thanh Tuyền vẫn cố gắng quay lại một clip ngắn, gửi lời xin lỗi đến Quang Lê và khán giả. Vì tai nạn này mà cô đã không thể tham gia show Hát Trên Quê Hương của nam ca sĩ tối ngày 6 tháng 1 vừa qua. Quang Lê ơi, cho mẹ gửi lời xin lỗi, mẹ không về được vì ba bệnh, rồi tới phiên mẹ bệnh nữa. Ngày hôm 31 mẹ hát ở Seattle rồi bị té ở chỗ hát. Mẹ nhờ Cao Thái Sơn đỡ mẹ, có Nguyễn Cao Kỳ Duyên nữa. Bây giờ mẹ nằm trong bệnh viện, con xin lỗi dùm khán giả cho mẹ. Thật sự mẹ cũng muốn bay về chỗ con nhưng cái không may cứ xảy ra liên tiếp. Tối đó mẹ bị té ngã sau hậu trường, giờ mẹ phải về khám bác sĩ, không người ta không cho lên máy bay. Hiện tại mẹ cũng bệnh lắm, con xin lỗi khán giả dùm cho mẹ, cảm ơn con, danh ca Thanh Tuyền nói. Tài tử Lê Công Tuấn Anh và câu chuyện về cái chết bí ẩn gây chấn động showbiz ở tuổi 29. Có gì trên lá thư tuyệt mệnh? Cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh hay còn được gọi bằng biệt danh Lê Công, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1967, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Việt một thời. Cho tới tận bây giờ, khi người nghệ sĩ tài hoa đã không còn nữa, cố nghệ sĩ vẫn là một huyền thoại trong lòng nhiều người hâm mộ Việt. Thật khó tưởng tượng, một nam diễn viên sáng giá của làng giải trí, những năm thập niên 90 đã từng có một tuổi thơ đầy cơ cực và bất hạnh. Bố mẹ ly hôn từ sớm khiến Lê Công Tuấn Anh phải tự mình lao động đủ nghề, từ bán báo đến đánh giày để kiếm sống. Năm 12 tuổi, anh được đưa vào trường giáo dục thiếu niên. Tại đây, nam diễn viên được thầy cô bạn bè yêu mến, được tạo điều kiện để học văn hóa, học nghề. Sau đó một thời gian, cậu bé 12 tuổi may mắn được người cô ruột bảo lãnh đưa về nhà tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và được cho đi học cấp 2. Đây cũng chính là giai đoạn giúp anh bén duyên với nghệ thuật, trở thành bước ngoặt lớn trong đời nghệ sĩ. Trong thời gian học tập tại ngôi trường mới, Lê Công đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi văn nghệ. Nghệ sĩ Lê Bình và nghệ sĩ Kim Cương chính là hai ân nhân lớn đưa anh đến con đường nghệ thuật. Nghệ sĩ Lê Bình lúc bấy giờ đang phụ trách văn hóa quận 3, đã phát hiện ra năng khiếu của Lê Công Tuấn Anh và giúp đỡ anh bắt đầu với kịch nói. Sau đó, nghệ sĩ Kim Cương là người nhận Lê Công vào đoàn kịch. Đây cũng chính là sân khấu đầu tiên giúp anh vụt sáng thành ngôi sao bậc nhất màn ảnh Việt sau này. Vị Đắng Tình Yêu chính là bộ phim đưa cố nghệ sĩ Lê Công đến với đỉnh cao danh vọng. Vai diễn Quang Đông Ki Sốt bất ngờ giúp nam diễn viên trở thành một hiện tượng của giới trẻ, khiến ba cô gái lúc ấy phải si mê. Sau thành công từ bộ phim này, nam diễn viên tiếp tục làm khuynh đảo màn ảnh với một loạt các bộ phim đình đám như Vĩnh Biệt Kali, Hoa Quỳnh Nở Muộn, vân vân. Nhờ những vai diễn ấn tượng, Lê Công 3 năm liên tiếp từ năm 93 đến 95 nhận được giải nam diễn viên được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng. Bên cạnh sự nghiệp vang dội, chuyện tình cảm của cố nghệ sĩ cũng là một chủ đề được nhiều người bàn tán xôn xao thời bấy giờ. Bạn bè của nam nghệ sĩ từng chia sẻ, Lê Công là gã lãng tử đa tình, nhưng đã yêu ai sẽ chung thủy hết lòng. Dù thế, những số lần say nắng các cô gái của nam diễn viên đoản mệnh cũng nhiều vô kể. Ẩn sâu trong con người nghệ sĩ đa tài đa tình ấy lại là một người đàn ông chung thủy, đã yêu là sẽ chung tình sắt son. Hai người phụ nữ từng đi qua cuộc đời của nghệ sĩ đều từng tiết lộ anh dọa sẽ chết nếu như họ rời bỏ anh. Khi đó, chuyện tình tay ba giữa Lê Công, người mẫu Minh Anh và nữ diễn viên V vẫn được cho là một ẩn số khiến nhiều người không khỏi tò mò. Trong cuộc tình ngang trái này, Minh Anh được cho là hình mẫu lý tưởng, là người đến trước, còn diễn viên kia lại bị xem là người ảo tưởng, kẻ thứ ba phá hoại. Nữ người mẫu Minh Anh từng chia sẻ rằng bạn trai mình là người lãng mạn và cho biết anh không chỉ yêu một mình cô. Song cô cho rằng đó là một chuyện bình thường với nam diễn viên được nhiều người ngưỡng mộ như Lê Công. Về phần nữ diễn viên tên V, đến giờ cô vẫn không hiểu tình cảm mà cố nghệ sĩ dành cho cô là tình yêu thực sự hay chỉ là phút nông nổi. Với cô đó là những ký ức đau đớn. Nữ diễn viên cũng bật mí thêm, cô từng chứng kiến Lê Công Tuấn Anh châm điếu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay khi cô nói chuyện muốn chấm dứt chuyện tình cảm. Chính những điều này khiến người hâm mộ đến tận bây giờ vẫn không khỏi thắc mắc rằng rốt cuộc nam tài tử là người đa tình hay chung thủy. Ngày 17 tháng 10 năm 96, showbiz chấn động bởi cái chết đột ngột của Lê Công Tuấn Anh. Anh bỏ lại tất cả khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong chương trình Ký ức vui vẻ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết đám tang của nam nghệ sĩ có thể xem là lớn nhất lúc bấy giờ với hàng chục nghìn khán giả đến đưa tiễn. Các fan xếp hàng dài trước cổng chùa Xá Lợi chỉ để được chờ và thắp nhang và bày tỏ niềm thương tiếc của mình với thần tượng. Sự ra đi của Lê Công chính là niềm mất mát to lớn với nền điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ. Bộ phim Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên đã kể về cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được cho là có những điểm trùng hợp bất ngờ với chuyện tình cảm của Lê Công Tuấn Anh. Có quá nhiều điều bí ẩn xoay quanh cái chết của ngôi sao lừng danh màn ảnh Việt. Nhiều đồn đoán cho rằng anh quyết định tự sát do không chịu được cú sốc sau khi chia tay mối tình sâu nặng với người mẫu Minh Anh. Tại khám nghiệm hiện trường khi đó, cơ quan chức năng thu thêm một số vỉ thuốc đã uống hết hoặc đang uống dở, một số lá thư của người hâm mộ Lê Công Tuấn Anh vương vãi trên nền nhà. Nhưng đáng chú ý nhất là một tấm bìa cứng có chữ viết của Lê Công Tuấn Anh:
Phúc điện thoại cho Minh Anh số, cái bao xốp trắng đưa cho Minh Anh dùm anh. Nói với Minh Anh, tao yêu Minh Anh nhiều lắm. Cạnh đó là một tấm ảnh của người mẫu Minh Anh. Ở mặt sau, Lê Công Tuấn Anh viết, anh yêu em nhất trên đời. Trong cuốn nhật ký của Lê Công Tuấn Anh, loại sổ tay công tác dài 200 trang bìa cứng đã ghi vào trang đề ngày 15 tháng 10 năm 96 những dòng gần như chăn chối. Nếu không đi đến được hôn nhân, anh sẽ chết. Bao nhiêu thư từ của khán giả để hết vào quan tài, còn 3 triệu đồng vào đầu máy video bán đi để lấy tiền làm đám tang. Một số khác như TV, cassette, dây chuyền thì cho một số người thân. Còn chiếc phone link có số trùng với ngày sinh của Minh Anh thì tặng lại Minh Anh làm kỷ niệm. Cuối trang nhật ký, Lê Công Tuấn Anh còn viết thêm, rất hạnh phúc và thanh thản ra đi. Có không ít những suy đoán sau sự ra đi bí ẩn ở tuổi 29 của Lê Công Tuấn Anh, nhưng lý do thực sự khiến anh chọn cách rời đi vẫn còn bỏ ngỏ. Cuối cùng, Lê Công đã mang theo cả những bí ẩn trong tính cách, những đẹp đẽ hay cả những dông tố ẩn sâu trong kẻ lãng tử đa tình và chôn chặt. Sau 25 năm, những bóng hồng đi qua cuộc đời anh đã có cuộc sống êm đềm rời xa hào nhoáng showbiz. Riêng cái tên Lê Công Tuấn Anh chắc chắn sẽ không bao giờ phôi phai trong ký ức người hâm mộ Việt. Hàng năm, cứ tới ngày 17 tháng 10, bạn bè đồng nghiệp lại tề tựu bên mộ của nam tài tử Đoàn Mệnh, tưởng niệm anh cũng như ôn lại kỷ niệm một thời đã xa. Ca sĩ Tâm Đoan và cuộc sống hạnh phúc hiện tại sau hơn 20 năm ca hát. Sau khoảng 20 năm đi hát, cho đến nay ca sĩ Tâm Đoan xuất hiện trên sân khấu rất ít để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hạnh phúc của mình. Có thể nói cô là người biết cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng nên đã có được hạnh phúc gia đình viên mãn. Bên người chồng cũng là một ca sĩ. Ca sĩ Tâm Đoan sinh năm 1977 sang Canada định cư cùng với gia đình vào năm 1989. Cô tham gia làng nhạc hải ngoại cuối thập niên 90 và sau đó đã cộng tác với hầu hết các trung tâm âm nhạc lớn nhất hải ngoại là Asia, Thúy Nga, Vân Sơn, Tình Production. Tại trung tâm Tình, một lần cô hát song ca với ca sĩ nhạc trẻ là Tiến Dũng, từ đó đã bắt đầu một chuyện tình đi đến kết quả đẹp là một đám cưới vào ngày 4 tháng 2 năm 2006. Sau đó Tâm Đoan theo chồng sang Mỹ sinh sống phát triển sự nghiệp. Có thể xem Tâm Đoan là một trong những nữ ca sĩ nhạc vàng được yêu thích nhất thời kỳ sau năm 2000. Còn Tiến Dũng thì có thể ít người biết tới. Anh sinh năm 71 tại Quảng Ngãi và lớn lên tại Sài Gòn. Sau năm 75, cũng như nhiều gia đình khác, gia đình Tiến Dũng rất khó khăn. Cha của anh phải đạp xích lô để nuôi 4 người con và tất cả đều tốt nghiệp đại học. Tiến Dũng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Sài Gòn năm 1994. Thời gian đi học và sau khi tốt nghiệp, anh tham gia trong ban nhạc của trường mang tên là Kiến Xanh. Dù chỉ hoạt động phong trào, nhưng ban nhạc này rất được khán giả trẻ Sài Gòn hâm mộ và từng được bình chọn là ban nhạc sinh viên hay nhất Sài Gòn năm 96. Sau khi tốt nghiệp và trở thành kiến trúc sư, Tiến Dũng làm việc ở Sài Gòn 5 năm rồi qua Mỹ định cư. Tại xứ người, ban đầu anh định tiếp tục học thêm nghề kiến trúc, nhưng sau đó khảo sát, thấy nghề kiến trúc sư ở Mỹ không như ở Việt Nam, tốn nhiều thời gian hơn và cũng không được thoải mái, nên anh học và chuyển sang công việc graphic design. Tiến Dũng bước chân vào làng nhạc hải ngoại nhờ sự giới thiệu của cố nghệ sĩ Kiều Linh, được trung tâm Newcastle ký hợp đồng, sau đó là trung tâm thế giới nghệ thuật Hoa Biển. Trong các CD đã phát hành, anh cũng là người tự thiết kế hình ảnh cho album của mình. Sau khi kết hôn, Tiến Dũng chấp nhận hy sinh sự nghiệp ca hát, chuyên tâm nghề thiết kế để có nhiều thời gian cho gia đình, để vợ yên tâm đi hát. Có thời gian, Tiến Dũng mở công ty chuyên về xuất bản và in ấn thiết kế, phát hành báo. Sau đó, anh cũng từng làm producer cho đài truyền hình SBTN. Theo lời kể của Tâm Đoan, ngay từ khi mới kết hôn, cô và chồng cùng thống nhất quan điểm đặt gia đình và con cái lên trên hết. Nếu đi diễn xa thì tội các con, mình hơi thiệt thòi hơn ca sĩ khác một tí, phải hy sinh để dung hòa cả hai bên. Tôi cảm thấy quan trọng nhất là mái ấm gia đình, thời gian dành cho nhau chứ không phải chỉ là vật chất, nên làm gì thì làm, phải giữ gia đình trọn vẹn, con không oán trách khi các con lớn lên. Trong nghề có những nghệ sĩ không nhận trọn vẹn tình thương của con mình bởi khi còn nhỏ không dành nhiều thời gian cho con, vì thế con không gần gũi mẹ, tôi không muốn rơi vào trường hợp đó. Nói về chồng của mình, Tâm Đoan cho biết, ông xã không hề biết ghen, Đoan hỏi hoài à, ảnh nói ảnh không ghen. Thật ra con người ai mà không ghen, nhưng ảnh rất hiểu chuyện, cởi mở và trên hết là ảnh rất tin tưởng ở Đoan. Bản thân anh cũng là ca sĩ, nhưng khi hai vợ chồng lấy nhau thì cam kết mình thương con mình, không muốn con lớn lên trong gia đình thiếu sự có mặt của ba và mẹ, thì anh hy sinh đam mê và tập trung vào việc kiến trúc sư để không đêm nào con thiếu cả bố lẫn mẹ, cho Tâm Đoan yên tâm đi show và tiếp tục đam mê của mình. Mỗi người đều làm đúng bổn phận và giữ lời hứa của mình. Ngoài thời gian đi hát, Tâm Đoan không đi chơi, ở nhà với con xem con học hành để chồng có thời gian làm việc riêng. Cả hai luôn cố gắng để đối phương có thời gian làm cái mình yêu thích. Nếu có bí quyết giữ hạnh phúc thì cả hai đều rất thương con. Cái gì tốt nhất cho con thì làm, chén trong chạn còn khua. Vì thương con vô bờ bến nên chuyện gì cũng có thể quay về hai đứa nhỏ. Thấy con mình vui hạnh phúc là mọi chuyện đều qua được, mà có lẽ vì giấu nên đâu có ai biết.
Cho dù sự nghiệp âm nhạc của Tâm Đoan chưa từng đạt đỉnh cao, nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn đậm nét về một cô ca sĩ khả ái, có chất giọng ngọt ngào. Từ sau khi sinh hai con, Tâm Đoan dần ít đi hát để dành thật nhiều thời gian cho con và gia đình. Có thể nói Tâm Đoan là người biết điểm dừng của mình để cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống nên đã có được hạnh phúc viên mãn bên gia đình. Ngẫm lại cuộc sống của Đoan khá bình thường, không tai tiếng, nên không thể đòi hỏi gì hơn nữa cả. Có cái này mất cái kia, đỉnh cao sự nghiệp tùy trong mắt người nhận định. Đoan thấy được làm nghề mình yêu thích lâu đến thế thì đã là thành công. Giấc mơ đã thành sự thật rồi, mình đã quá may mắn hơn rất nhiều người vì có mái ấm gia đình. Tâm Đoan xuất hiện trên các sân khấu đại nhạc hội của các trung tâm Vân Sơn, Thúy Nga, Asia liên tục từ 2002 đến 2019. Từ sau đó cô rất ít đi hát, dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh một thương hiệu mỹ phẩm riêng.